Đây là cái không gian mà các bác đang nhìn thấy từ chỗ phòng của Mỹ Linh. Mỗi một buổi sáng Mỹ Linh dậy thì đã nhìn thấy những cái quang cảnh rất là đẹp, nghe những cái tiếng chim hót vào những cái buổi sáng sớm, rất là hay luôn các bác. Tại vì là ở nhà thì trên chỗ Mỹ Linh ấy toàn núi nên là rất là ít nghe được những cái tiếng chim hót từ trong những cái khu rừng cây thế này. Và hôm nay tiếp theo cái chương trình của mình, Mỹ Linh xin mời tất cả các bác quay trở lại kênh của Mỹ Linh. Rất lâu thì Mỹ Linh cũng không quay những thước phim lên cho tất cả các bác xem rồi. Thì hôm nay thì Mỹ Linh muốn quay một cái thước phim đời sống đời thực của Mỹ Linh ở tại ngôi trường Mỹ Linh đang theo học ở đây, là ngôi trường Đại học Dân tộc Quảng Tây. Trong suốt cái thời gian qua thì Mỹ Linh cũng không có thời gian để đi quay những cái cảnh sống đời thường của bà con Trung Quốc. Họ làm gì và họ đang, cái cuộc sống của người ta sẽ khác với cuộc sống ở Việt Nam như thế nào. Nhưng mà Mỹ Linh lại không có thời gian rảnh để đi quay được. Tại vì Mỹ Linh đang rất là bận làm cái khóa luận của mình. Tại vì cái khóa luận Mỹ Linh đang đến cái phần chỉnh sửa luận rồi, thế nên là rất là bận và phải gặp cô giáo sửa luận cho, thế nên là Mỹ Linh cũng không thể đi quay được. Bây giờ thì Mỹ Linh cũng mời các bác cùng với Mỹ Linh đi xem cái khu nhà hàng ở ngay dưới cái ký túc mà Mỹ Linh đang sinh sống và học tập tại đất nước Trung Quốc này, xem nó hiện đại như thế nào. Và như các bác biết là ở bên Trung Quốc thì người ta toàn dùng bằng tiền ví điện tử thôi, thế nên là cũng không cần tiền mặt. Thế nên là chúng ta đi đâu chơi hay thế nào thì cũng không cần phải mang tiền mặt, không phải sợ bị trộm hay là bị mất hay là bị cướp gì đó. Và mời tất cả các bác cùng với Mỹ Linh đi xuống dưới này nhá. Thế các bác xem ngay dưới này thôi, toàn là ô tô. Và bật mí cho các bác là bây giờ ở bên Trung Quốc là người ta đang sử dụng ô tô điện rất là nhiều. Bây giờ người ta đang bảo vệ môi trường, áp dụng cái gọi là bảo vệ môi trường toàn cầu ấy các bác. Thế nên là người ta sẽ sử dụng ít đi cái xe dùng dầu, mà bây giờ người ta sử dụng cái xe điện nhiều hơn. Đây là chỗ ký túc mà mình đang sinh sống nhá. Bây giờ đang đi bắt thang máy để đi ăn cơm. Đây các bác xem cái tòa ký túc đây. Đấy, rất là rộng. Đây, ủi, tầng 6. Mỹ Linh sống ở tầng 6 nhá các bác. Ở cái tòa nhà này thì nó có tổng cộng là 21 tầng. Như Mỹ Linh là đại học thì chỉ ở tầng 6 đến tầng 8 thôi. Còn những anh chị tiến sĩ hay học thật tiến sĩ hay học thạc sĩ ấy, thì mọi người sẽ ở những cái tầng là từ tầng 10 cho đến tầng 21. Mà mọi người sẽ chỉ ở tiến sĩ thì sẽ ở một người và thạc sĩ là ở hai người, và đại học thì sẽ phải ở 4 người. Rất là nhiều xe các bác. Bên Trung Quốc thì đa số là xe ô tô thôi, với họ chủ yếu đi xe điện, không có xe máy. Xe máy thì chủ yếu là ở những cái vùng nông thôn thì vẫn còn. Siêu thị thì nó sẽ ở tầng 2 các bác. Đây là anh Hoàng, người Huế các bác, học tiến sĩ. Đây các bác, đây cái nhà hàng mà Mỹ Linh đang bảo ở trong cái khu vực trường Mỹ Linh đây. Thì người ta sẽ có những cái bảng giá đồ ăn đây. Ở trong này thì cái quán nhà đây, đây, em cảm ơn. Đấy. Thôi, vào. Anh Hoàng nhìn giống như kiểu là kho bắp nhỉ. Đấy, thì ở đây thì các bác, ở cái nhà hàng đây thì nó gần giống như kiểu ăn buffet luôn các bác. Không cần phải là mình giả tiền, mình mà giả tiền trên ví điện tử ấy. Đây các bác, như Mỹ Linh sẽ lấy những cái khay như này. Đấy, thì sau đó mình sẽ quét má vào đây thì nó có cái số má đây này. Đấy, như anh Hoàng đang lấy đây. Đấy. Sau đó là mình sẽ lấy những cái bát như này. Nó kiểu nó cân lên đó các bác. Mình lấy nhiều thì nó sẽ tính tiền nhiều. Đấy, bây giờ Mỹ Linh sẽ sang bên này, Mỹ Linh lấy cả thìa nữa. Xong lấy cả đũa. Bây giờ thì mình sẽ đi ra bên kia cho mình lấy luôn, không cần phải quét cái má này. Một lúc nữa thì mình lấy xong thì mình sẽ cất má. Mình cứ lấy cơm xong một lúc mình quét sau nhỉ anh nhỉ? À không, phải quét trước. Phải quét trước à? Đâu thử xem có kêu không? Đấy, nó bắt là phải quét trước các bác. Thế mình Linh quét đã các bác. Đấy, sau khi quét xong thì mình sẽ bắt đầu múc cơm các bác. Đây, cơm thì nó tính theo lạng các bác, nó sẽ có cái bàn cân lên. Mình sẽ múc cơm ở đây. Hôm nay là vừa đi đá bóng về nên là hơi đói một chút, nên là chắc mình Linh sẽ ăn cơm nhiều hơn một tí. Đấy.
Đấy, bây giờ thì mình sẽ đặt vào bàn cân này. Đấy, mình đặt vào đây thì nó sẽ hiện cái giá của mình đây các bác xem nhé. Mình link sẽ múc vào cái dưa chuột đây. Ăn ít dưa chuột cho xanh ruột. Đấy. Đấy. À, bên này cái của mình là nó bên này này. Đấy, cái này là của Mỹ Linh là bây giờ hiện giờ ở đang hết gần 4 tệ nhá. Cái dưa chuột thì Mỹ Linh mua là 1 tệ. 1 tệ là như thế này, 3.000 là được này rồi. Đây mình sẽ sang phía bên này xem là có thịt gì không. Đấy, đây là cậu học sinh đó, trung học các bác. Rất là nhiều món luôn các bác. Ở đây là thịt gà ấy. Mình sẽ lấy một ít thịt gà này. Thịt gà này rất là ngon các bác xem. Đấy. Đấy, ngon chưa? Mình sẽ múc vào đây mỗi phần một tí. Bây giờ sẽ sang phía bên này xem còn món gì không. Chắc là mình sẽ gấp thêm một ít cải thảo ấy. Đây gấp cải thảo các bác. Hiện giờ thì ở đây nó đang bật nhạc nhiều quá. Bây giờ mình sẽ lấy một ít thịt béo này. Béo này ăn cũng ngon này. Đấy, các bác xem cái món của Mỹ Linh. Đấy, ngon chưa? Đấy, đây là bạn của Mỹ Linh cùng phòng ấy. Đang đi gọi món các bác. Hey, hello. Xong chưa? Canh miễn phí hết rồi. Nhưng mà vẫn múc được. Đây là có rất là nhiều loại canh luôn các bác. Đây là canh gà này. Canh gà ngâm dễ thuốc bắc. Đây là canh tiết. Đây là ngô. Còn đây là sữa đậu. Đấy. Rất là nhiều món luôn các bác. Cái quán này thực sự là ở trong một cái ngôi trường mà như thế này thực sự nó rất là hiện đại luôn. Đấy, còn canh không? Vẫn còn đúng không? Đấy, vẫn còn các bác. May đúng không? Các bác xem một ngày không biết là cái lượng tiêu thụ khách của người ta như thế nào, rất là nhiều. Đấy, bây giờ Mỹ Linh mời tất cả các bác cùng với Mỹ Linh với cùng với cả anh Hoàng với cả bạn Mỹ Linh đây là vào dùng bữa, một bữa cơm tầm 10 đến 15 tệ. Có thể mình ăn nhiều hơn thì nó sẽ rơi vào 20 tệ. Đấy, món ăn của Mỹ Linh sau khi gọi xong thì nó sẽ như thế này nhá các bác. Đấy, các bác xem. Rất là hiện đại luôn cái nhà hàng. Mình thì ở trên núi nên là chưa được đi gọi những cái món ăn mà không cần phải có người phục vụ luôn, tự mình tay mà múc luôn. Canh rất là ngon. Anh Hoàng cảm thấy là quán này nó hiện đại không? Được rồi. Việt Nam mình chưa biết có chứ nhỉ? Việt Nam chưa có đâu. Chưa có đúng không? Đấy, thế nên là Mỹ Linh thấy những quán rất lạ. Đây là thịt lợn này. Đây ba chỉ kho ấy các bác. Đấy. Rất là ngon. Mời tất cả các bác trên kênh của Mỹ Linh ăn và thưởng thức cái quán nhà hàng này nhá. Rất ngon. Ê, Mỹ Linh đặc biệt là cho thêm cả trứng lên. Đấy, xong cho thêm một ít nước sốt các bác xem. Quá tuyệt vời. Ở đây hơi nhạc hơi nhiều các bác nên Mỹ Linh phải nói thật to ra để nó áp với cái tiếng ồn của nhạc bản quyền vào. Mời các bác. Nếu mà không may mà mình cho những cái nhạc như thế lên là nếu mà cái người mà chủ kênh của kênh nhạc thì nó mà đánh gậy mình là coi như là kênh mình coi như bay luôn các bác, coi như mất luôn. Còn mời các bác nhá. Cái món là ba chỉ hầm này rất là ngon. Như ai chưa có á, nó sẽ có tiếng tương nè. Người chưa ăn những quán nhà hàng thì thực sự phòng. Đây mình đang vào siêu thị ấy các bác. Siêu thị thì ngay cạnh nhà trong trường luôn. Linh đang muốn đi mua sữa chua mà không có cái sữa chua mình muốn mua các bác. Rất là nhiều sữa chua luôn. Cho mình mua cái lọ này. Sữa chua này
Trung Quốc rất là ngon. Đây có quả luôn, các loại nước. Xem siêu thị ở Trung Quốc thì nó cũng không khác gì cả Việt Nam. Đây có nét cà phê đây, lại không có G7, có nét cà phê đâu. Rất là nhiều đồ, rất hợp cho các bạn gái thì ăn đồ ăn vặt. Đây, bánh bao đây. Đấy, các bác xem những cái xúc xích này. Ui dù, xúc xích. Cái này là các bạn gái rất là thích. Đây, đồ cay, đồ ăn vặt. Nhiều luôn, cực kỳ nhiều đây. Cánh gà, chân gà. Đây là cánh vịt. Đây là chân vịt. Rất là nhiều. Như ở Mỹ Linh mà muốn là nấu cơm ấy, ăn cơm Việt Nam thì mình sẽ mua ở bên này. Đây các bác xem, toàn là những cái gia liệu rồi. Có cả dầu hào này các bác. Đấy, dầu hào rất là ngon. Dầu hào mà lấy về Việt Nam ấy, mà xào với cơm rang thì thực sự là nó có một mùi thơm rất là khác. Đây là hạt tiêu đấy các bác. Hạt tiêu này người ta cũng nhập ở bên Việt Nam về thôi. Đây bánh này, những cái bánh ở Trung Quốc này là cân. Bên này có trà này, các loại trà. Đấy có táo đỏ này. Đấy, mua táo đỏ về ăn này các bác, rất là tốt cho sức khỏe. Đây táo đỏ. Đây là cái gì đây? Hoáng hoa trời. Hoa hoáng thì cái gì mình không biết là dịch ra kiểu gì các bác. Đây về nấm này. Nấm bên Trung Quốc. Đấy. Bây giờ mình ra mình thanh toán cái chai xoan này, chai sữa chua. Đấy, đi vào siêu thị một vòng chỉ mua được cái chai 6 tệ này thôi. Hôm nay thì kết thúc phim là Thảo Mỹ Linh cũng muốn quay và giới thiệu cho các bác về cuộc sống đời thường của Mỹ Linh. Những cái ngày mà buổi trưa hay là buổi tối mà Mỹ Linh đi ăn cơm đâu thì vừa rồi thì Mỹ Linh cũng giới thiệu cho các bác một cái quán ăn, nhà hàng ở ngay trong cái tòa ký túc mà Mỹ Linh đang sinh sống đây. Ở đây thì nó có đủ thể loại luôn, không cần phải đi ra ngoài các bác. Đây giả dụ như mình muốn in tài liệu thì mình có thể ở đây mình quét mã xong mình in tài liệu đây luôn, chứ không cần. Và cả ảnh, đây là in ảnh nhé các bác. Đây là in ảnh. Đấy, còn ở phía bên này thì nó có máy in bên này. Và trong này cũng có cả quán nước, quán cà phê rất là nhiều. Đấy, đây là cái máy in đây. Vừa rồi thì các bác cũng được xem những thước phim Mỹ Linh quay. Các bác thấy hay và ý nghĩa thì các bác hãy đăng ký kênh ủng hộ cho Mỹ Linh. Mỹ Linh cũng rất là mong muốn là mình bảo vệ cái khóa luận thật tốt, sau đó là cấp tốc quay trở lại vùng cao. Tại vì bây giờ nhớ vùng cao đúng không các bác? Bây giờ nhớ vào những cái thôn bản, vào giúp đỡ cho người nghèo. Bây giờ tự dưng bây giờ ở bên này cái cuộc sống nó bị đảo lộn ấy. Bây giờ sang đây tự dưng nó sung sướng quá các bác, mình lại không chịu được. Đấy. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bác. Đang chờ thang máy các bác. Trời cũng tối rồi. Lúc đấy thì đi ăn thì các bác cũng xem những thước phim mà Mỹ Linh quay thì trời nó vẫn đang sáng, bây giờ tối rồi.